từ tinh chất mầm đậu nành hân hạnh tài trợ chương trình này. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng mịn hẳn lên, không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Mình tự tin xông ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Sugar mới với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Kết quả khảo sát của FDA trên toàn quốc cho thấy Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam về chất lượng tốt và hiệu quả nhanh. 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Sao không phải là thuốc ông thầy thuốc chứ vậy? Mình ơi, mình à, ông coi ra làm sao á, phụ tôi giặt cái đống đồ đằng sau đi. Để mai tính. Ông ơi, mình ơi, rồi ra coi đằng sau á, mấy cái chén này tôi rửa rồi đó, làm ông úp lên cái sóng giùm cho tôi đi, cho nó ráo nước, được không? Xin đừng làm phiền người chơi game. Ủa sao kỳ vậy trời? Trời đất ơi, sao cái nhà này cái gì của mình tôi nè, thấy không? Bữa nay có đám giỗ đám quải người ta mời lên bộ đồ đẹp nè, thấy không? Đỏ chót nè, đó uống cái đầu quăng quăng lên nè. Tính đi tiệc đi tùng mà cũng không đi được với ông nữa. Bây giờ nhà cửa một mình tôi cũng lao, đồ cũng phải tôi giặt, chén cũng tôi rửa. Ông là chồng phải phụ tôi một tay chứ. Ngồi chơi game hoài. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử, vong bất hiếu. Là gì? Dịch. Đàn ông là nam nhân nhi chi trí. Là nhiều trí trên đầu á hả? Không phải, cái trí lớn. Đàn ông là đầu đội trời, chân đạp đất. Chứ không phải chân đi đạp quần áo. Giặt quần áo có máy giặt sao bà không giặt? Bà giặt tay giặt chân chi rồi bà than. Bà làm vậy là bà có lỗi với chồng bà. Vậy là đàn ông đúng không? Ừ. Là đầu đội trời chân đạp đất. Chứ không phải là cái chân để đạp đồ, để giặt đồ đúng không? Ừ. Ủa rồi đàn ông có biết ăn không? Biết chứ. Đàn ông có biết mặc đồ đẹp không? Biết chứ. Biết ăn thì phải biết làm chứ trời. Tại đàn ông là trụ cột gia đình, đàn bà phải lo. Đàn ông lo việc lớn, việc nhà, việc nước. À, việc lớn thì việc nhà phụ nữ phải lo. Việc lớn đúng không? Đúng. Việc lớn của ông là chơi game chứ gì? Phải không? Đầu tư chất xám này là trí tuệ. Trí tuệ để sau này tôi lo lắng cho gia đình. Trời đất ơi, tôi chịu hết nổi ông rồi. Đi thì thôi, về tới nhà là ôm cái máy để chơi game, chơi từ sáng tới tối, từ tối đến sáng. Riết nó giống như cái game là vợ ông luôn, chứ phải tôi là vợ ông nữa à. Đang chat với bạn bên nước ngoài. Hả? Chat với gái nữa hả? Thấy chịu nổi không? Bây giờ sao? Bây giờ có phụ tôi ông hay là lo chat lo chiếc? No. No hả? No hả? Giờ đó tôi chịu hết nổi ông rồi nha. Tôi là tôi chịu hết nổi cái chuyện đúng là. Phải vừa sao mà đứng lại. Chạy đâu? Chạy đâu? Đàn bà con gái à, giữ chân ra, tức chứ, chạy luôn đi rồi không kiếm ra. Tôi hỏi bà chứ, công việc nhà trong nhà có mình tay tôi à, đó thấy không, bên đây hẹn với bà đang đám giỗ, thay bộ đồ đẹp lên nè, làm cái đầu lên. Đám cưới tao mà bà có đám giỗ đi. Đám cưới hả? Đám cưới. Lộ. Sáng giờ tưởng đám giỗ là đi mua mới trái cây. Không à, hay quá ha, chồng con mà làm như con mà không đẻ ra hả, mà bà chồng thấy được bà chửi thấy bà, chạy đi luôn nha, rồi lúc đó tiếc của nha. Tiếc cái gì trời, chạy đi lấy chớn chạy lại á. Tôi hỏi bà chứ chồng con mà mình nhờ một chút không được, nhờ cái gì cũng không được, suốt ngày cái chuối đầu vô cái game. Hỏi bà là tôi coi bà tức không? Bà nhờ sao? Thì giờ biểu ông làm tôi này, ông giặt đồ, ông rửa chén. Cái mỏ không làm nè, cái mỏ sinh ra để làm gì mà không biết giờ sử dụng đó. Sử dụng tôi biểu ông làm nó. Thấy tôi ăn trắng mặt trơn, móng tay sơn đồ chét. Ừ. Mỏ quanh đồ chét không đó, chứ đâu có phải làm việc nhà nó có làm cái gì. À. Tại vì khi mình nhờ người ta hả, mình nhờ người ta phải mở miệng lời nói mất tiền mua. Tại sao không nhờ nhẹ là mình vô mình ấy, mình khiêng giùm em chậu nước nó nặng quá, em lao cái nhà không nổi. Trời, là tự nhiên có một cái cha nội kêu bưng ra lao nhà tôi cũng làm gì chứ, tôi ngồi tôi sai nhẹ. Bây giờ ông lĩnh chồng tôi kìa, leo nóc nhà đang ngon lành dở xuống cất cái khác để cho hoàng mập mướn đóng phim kiếm tiền. Trời sao trả rảnh như vậy trời ơi. Nghe hả? Phải nghe lời bà hả? Trời ơi, nghe lời còn hơn con nữa. Nghe hả? Tại vì lời nó mất tiền mua, hiểu không? Tôi đứng ngay rồi, tôi đứng trên một cách, tôi kêu mình mở cửa toilet cho em đi tiểu, mình là vô mở liền trong dưới chuốc dưới mở cho tôi đi. Ủa bà giống như bà bị cùi tay vậy, cái toilet bà mở cửa không được, bà phải sai chồng. Dạ, bà miệng để làm gì? Miệng để nhờ, còn ta làm xong hiểu không? Ờ, phải con mình chồng nghe. Ừ. Bạn gia phải lứa mình, các bạn học tôi gành quá, mình nói một câu ta làm xong, câm không biết mở miệng hả? Tại sao một cái câu thank you là gì? Dễ ẹt hả? Là gì? Cảm ơn mà sao người Việt Nam mình không có, người ta làm xong ra mặc trụ rồi để đi. Gì vậy? Bộ con mình hả? Sợ. Cha, ông khiêng nhậu nước ra cái cảm ơn mình nghe mình. Trời, công nhận chồng tôi nghe, ông khiêng lên cái cơ bắp ông cuồn cuộn nhìn bắt cháy một chiếc lửa. Thôi bà ơi, tôi không có sống giả như kiểu bà được. Không phải sống giả. Chồng vợ chồng sống giả ngày hai ngày chứ không có ai sống giả như vợ chồng tôi 20 năm hết trơn á. Có gì nữa, quỵt tẹt đi làm. Mình nói mình cứ ngọt ngào,
hiểu không? Mình nhờ chồng mình, ví dụ như mình sanh đẻ mà nằm tại chỗ tê liệt có đi được đâu. Tại sao không nhờ? Mà nói phải... nghe nè, đừng có nói gì đó. Ừ, chuyên... sao mà tôi nghe được? Nghe chuyên gia tao nói kìa. Chuyên gia nói tôi mới tin, với bà nói tôi mới tin. Một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của nàng. Ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu buổi trò chuyện, Tường sẽ đặt một câu hỏi đến quý vị, đặc biệt là những chị em phụ nữ. Vậy thì ở trong gia đình của mình á, những cái chuyện bếp núc, nội trợ, nấu ăn, lau chùi, quét dọn thì ai là cái người làm? Có khi nào ông chồng của mình phụ mình một tay một chân cho đỡ đần những công việc đó hay không? Thật sự hỏi thế thôi, nhưng mà theo như các Tường biết và cũng có một số những cái thông tin đã được khảo sát thì đàn ông ở Việt Nam của mình rất là lười giúp việc nhà. Và ngày hôm nay để giải quyết cái vấn đề này, để chia sẻ về cái vấn đề này, các Tường xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ tiến sĩ Trần Hữu Đức đến từ Trung tâm Tư vấn Better Living. Dạ chào anh. Dạ. Rất vui là được gặp lại anh nữa. Và Tường chưa hỏi gì anh hết thì Tường thấy anh đã cười rồi. Không biết là giống như Tường nói, đàn ông mình thì rất là lười làm việc nhà, có đúng vậy không ạ anh? Tại sao vậy anh? Lười thế thôi. Lười thế thôi à? Không có cái nguyên nhân gì là lười á. Thật sự nói với anh rằng là ngày xưa người ta nói đàn ông thì ra ngoài bươn chải là trụ cột của gia đình, phụ nữ thì là bếp núc nội trợ. Chính xác. Nếu như là như vậy thì người đàn ông có thể là lười cái việc nhà, chúng ta nghe nó cũng còn có vẻ hợp lý và có thể chấp nhận được. Nhưng mà ở cái xã hội hiện đại ngày nay thì người phụ nữ không chỉ ở nhà bếp núc nội trợ nữa, mà có những người phụ nữ cũng phải ra bên ngoài bươn chải với xã hội, cũng gánh vác phần nào về kinh tế của gia đình nữa kìa. Nhưng mà về nhà thì cũng phải một mình lầm lũi với những cái công việc đầu tắt mặt tối, bù đầu bù cổ với những cái việc lặt vặt trong gia đình, nó chiếm hết thời gian của mình. Như vậy thì anh, với cương vị là một người đàn ông, anh có cảm thấy điều đấy là quá bất công với người phụ nữ hay không? Đúng. Cái này là bất công. Và nó không chỉ là bất công đâu, mà nó còn nói lên là đàn ông bất lực nữa cơ. Tệ lắm. Vậy hèn lắm. Trời, anh nói chi nặng vậy anh? Em không dám nói mà anh nói hết trơn. Cái đó đã xuất phát từ cái truyền thống trước kia của cha ông của mình, là khi ấy phụ nữ không được phép đi làm. Dạ đúng. Cho nên cái vị trí của họ là phải ở nhà buộc rồi. Thì hồi xưa cái chuyện mà việc nhà là người phụ nữ phải lo thì cái đó là cái chuẩn hồi xưa, ngày nay hết rồi. Vậy thì anh có lời khuyên nào để dành cho chị em phụ nữ, có cách nào để khiến cho những ông chồng của mình có thể san sẻ, chia sẻ cái việc nhà cùng mình một cách tự nguyện và không có cảm thấy xảy ra những cái xích mích hay cãi cọ? Đúng rồi, chính xác. Thiệt ra là những bạn mà thấy chồng thờ ơ với việc nhà thì nó không phải vô duyên vô cớ mà nó xảy ra đâu. Do các bạn rất là bao sân, đôi khi các bạn rất là cầu toàn, các bạn đòi hỏi mọi thứ nó phải diễn ra đúng như ý của bạn, thì cũng xếp đồ thôi. Đặt cái này ở ngăn này, đặt cái kia ở ngăn kia thôi. Đôi khi có những người vợ quá khó tính, làm cho ông chồng cảm thấy thôi, để giữ yên bờ cõi, ta không làm gì cả là không có xích mích. Nha. Những người vợ mà rớt vào cái khung cảnh này nè, thưa các bạn, đầu tiên là phải soi rọi bản thân của mình trước. Mình có linh hoạt không? Mình có dễ chịu không? Hay là bắt mọi thứ phải theo ý của mình? Nếu mình bắt mọi thứ theo ý của mình thì chắc chắn ông chồng sẽ không có cái cơ hội để được chung tay xây dựng cái mái ấm gia đình. Nếu có phải như vậy thì chí ít các bạn cũng có thể phân sân ra nhé. Rồi, dạy con anh đảm nhận chính, bếp núc em đảm nhận chính. Tôi có dùng chữ chính để đừng nói rằng là dạy con là chuyện của anh, bếp núc là chuyện của em, là sai lầm vô cùng. Bởi vì cái nhà của ta nó không có ranh giới, đừng có chia ra như thế. Nhà của ta là chung, phân vai ra thôi, để tất cả cùng chung tay vào mà xây dựng. Khi ta có những cái quy ước như vậy thì không có ông chồng nào mà ổng thờ ơ được đâu. Dạ, vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Với những chia sẻ vừa rồi thì các Tường nghĩ rằng là cũng có rất nhiều thông điệp gửi gắm đến các quý ông, nhưng đặc biệt cũng chính là chị em phụ nữ có giữ được cái hạnh phúc của gia đình hay không. Và thậm chí mình cũng dùng cái từ nó hơi ghê gớm một chút xíu là mình có lèo lái được cái người chồng của mình theo cái ý muốn của mình hay không. Đó là tùy thuộc vào sự khôn ngoan, sự tinh tế và tình yêu thương của người vợ. Chúc cho các chị vợ có thể giữ được ức ông chồng của mình. Chúc với các ông chồng
chồng hãy hiểu được công việc nội trợ của người vợ là khổ cực như thế nào, hãy chung tay giúp cho vợ một tí để thêm cái ngọn lửa yêu đương trong gia đình của mình nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi chúng tôi. Và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào. Chuyên gia nói hay quá bà ơi. Bởi vậy mình nói nhiều khi, bởi vậy bà nói đúng là nó mất tiền mua. Nhiều khi tôi cái ào 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 để ông ghét. Đây nè, giận bỏ đi luôn. Đánh tôi cũng vậy chứ bộ. Mà bà có biết tại sao mà giờ tôi sửa được vậy không? Mình nhờ chuyên gia nói. Chồng bà. Cái gì? Trời ơi, tự nhiên nhờ chồng tôi là sao? Chồng bà bạn học tôi. Nói học, sao? Học chung trường Sài Gòn đường Bách Thơn ngày xưa, giờ đập xe siêu thị rồi. Ông tâm sự với bà. Hôm qua ông dạy tôi. Ông dạy gì? Ông nói thằng bạn gái mỏ hổn ẩu. Tại sao nhờ giả chồng con nói tiếng ngọt ngào. Cái ông nói tôi về tôi thấm nha, tôi nói đàn bà làm đẹp đi anh chị. Bà làm đẹp để làm gì? Cho chồng ngắm, chồng dạ, thương, chồng cho yêu. Cho trai ngắm, nói thẳng là đàn ông, có phải không? Mình có chồng để chồng ngắm, hiểu không? Miệng hổn, ai chịu trách nhiệm, ổng chịu. Chết rồi bà ơi, trời bây giờ tôi lớn tiếng với ông giận, bỏ đi rồi giờ sao bà? Ông có đi đâu. Dễ sợ. Ông có đi đâu. Đi rồi kìa. Vô đi, cha nội. Hả? Ở đó, ngoài đó hả? Bạn học tôi biết mà. Ông sao mà biết hay vậy? Ổng còn nghe chuyên gia nói, ổng dạy tôi chứ đâu. Cái mặt, cái mặt buồn kìa. Giận tôi có lỗi quá. Nói nghe nè, ổng ổng chỉ tôi vậy đó. Ổng nói tôi chứ bà cho cái mỏ hổn ẩu cho nên là hả chồng không thương. Khóc cái luôn. Ổng nói tôi. Sao đàn ông mà hỏi chút khóc trời. Không có khóc đâu, ông già bộ biết tại cái mỏ mớm sẵn. Chồng tôi biết mà. Ê nó nghe nữa dành tiền độn trong cái càm sao cái mặt không có càm vậy ba? Cái mặt không càm nó lúc luôn rồi. Cái càm tới cái cổ luôn ba, không có cái càm. Thôi đi, cái chuyện vợ chồng đó bà không lo mà giải quyết, mà lo cái chuyện cầm. Không có, tại thứ thấy người đàn ông có cầm. Mốt tôi đi gọt chỗ villa vậy nè. Thôi ghê lắm, mặt ông đứng ngoài bụi chuối khóc mà. Nghe lời chuyên gia nói về cách đời sống của hai vợ chồng sao mà không nóng được cái lửa tình yêu. Nước mắt tôi chảy dài. Tôi tưởng rằng vợ tôi lấy tôi về là chỉ mong chiếm đoạt tôi. Hả? Rồi có con là tính phụ rãi tôi. Nghe những lời chuyên gia nói tôi thấy vợ chồng là phải biết san sẻ lẫn nhau. Mình ơi, phải biết san sẻ việc nhà, phải biết cho người phụ nữ, người vợ mình có chút thời gian để trang điểm lại nhan sắc, rồi giữ lại sức khỏe. Chiều đám cưới tôi đó. Tôi hiểu rồi. Mới cái đầu chưa cái má là mặt. Cho nên hôm nay anh muốn nói lời xin lỗi em. Trời ơi, bà đâu? Làm quá má, cái này bà mới xạo nè. Bà sống thật đi. Không, đây tôi thiệt, cảm xúc thiệt. Bà đâu biết là 20 năm rồi tôi mới nghe được cái lời nói này phát xuất ra từ cái miệng của chồng tôi. Bấy lâu nay em cũng cái lớn tiếng với mình. Em nói chuyện á mà em không có biết ngọt ngào với mình. Em cái xả vô mặt của mình. Em xin lỗi mình. Được rồi, vợ chồng mà hiểu nhau được vậy là quý rồi. Trời, thấy thương quá. Bây giờ em cứ... Em bắt chồng tôi thấy thương quá. Kể từ giờ phút này, việc nhà, việc cửa cứ để anh lo. Ê, anh nói nghe. Anh nói mà. Anh sẽ mua cho em hộp chiết xuất mầm đậu nành. Nó có estrogen, em sẽ đẹp ra. Em đẹp là anh đẹp. Ông muốn cho tôi đẹp ra cơ bà. Đẻ đứa nữa hả gì? Đẻ đứa nữa để ông làm việc nhà. Để hai vợ chồng mình hạnh phúc đúng không bé yêu? Trời ơi, nghe bé yêu mình nổi da gà luôn à. Nè. Rồi, đi mua liền đi. Nói nghe nè, cho mượn bé yêu ông nha. Vậy? Thôi làm việc nhà bữa cho bà vui đi. Bây giờ bà biết học cái cách ngọt ngào nói chuyện chồng rồi đó. Tôi mừng cái đầu sáng cho bà rồi nè. Tôi đi... mừng rồi. Giờ đi làm cái mặt nữa. Qua nhà bà quất cho tôi cái mặt ăn lắm cưới. Để chiều ăn cứ. Rồi ông làm việc nhà nha. Nhớ còn nghe cái hộp gì đó. Sẵn mua tôi hộp luôn nha ba. Bạn học mà tặng vợ ông. Nhớ nghe chưa. Mua loại tinh chất mầm nào nành cho em quý đẹp ra kia chưa. Đi đám cưới vui vẻ nha. Chưa. Vậy không hốt một cái hả? Mệt quá. Tạ. Hốt hốt gì không biết. Ai biết rồi, không hốt tôi vô tôi hốt rồi. Tôi nhìn thao đồ ngán quá. Thật tuyệt vời. Vết sạm mơ đi. Da mình sáng mình hẳn lên. Không còn bốc hỏa, mất ngủ. Đúng như mình mong muốn. Mình tự tin xông ca cùng chồng. Anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ bảo Sugar mới. Với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu, giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Kết quả khảo sát của FTA trên toàn quốc cho thấy Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ số 1 Việt Nam về chất lượng tốt và hiệu quả nhanh. 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Sao không phải là thuốc ông thầy chứ vậy? Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành, hân hạnh tài trợ chương trình này.